Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mua một số bộ công cụ để hỗ trợ trong việc sửa chữa mainboard của máy tính nha các bạn. Thì trước tiên tôi cần các bạn mua những linh kiện này, đó là thứ nhất đó là cái máy kho mình để dùng kho nhiệt độ để lấy SiO, những con IC mà nhiều chăng từ khoảng 10 mười mấy chăng trở lên. Thì các bạn phải dùng máy kho để có nhiệt độ để chạy chì và lấy IC ra. Thì máy kho này nó sẽ sử dụng rất là dễ, nó chỉ có một cái dặn chỉnh gió và một cái điều khiển chỉnh nhiệt độ. Header là nhiệt độ, air là gió. Thì nhiệt độ nó là max là mức 8, tất nhiên là nó 450 độ C. Thì các bạn sử dụng, đa số thì sử dụng là tầm ở mức 6, là tầm khoảng 400, 450, đó là SiO là nó sẽ chạy và IC sẽ chạy. Gió thì các bạn để khoảng 3, 4, tùy theo cái mức gió mà chúng ta can theo thôi. Đó là máy kho, các bạn sẽ dùng máy kho để kho lấy những kiện đó nha. Ví như là SiO như thế này, thì các bạn bắt buộc các bạn phải dùng máy kho chứ không thể nào dùng máy hàng để lấy được. Và thứ hai đó là máy switch. Máy switch 936C hoặc là 969A, thì cái máy này đó là máy có điều khiển nhiệt độ. Thì các bạn để sửa một cái mainboard chuyên nghiệp, các bạn cần phải mua một cái tool chuyên nghiệp để sửa, nó hỗ trợ tốt nhất, tránh sơ xuất bị đứt mạch chăng ở mainboard do quá nhiệt, hoặc là sẽ cong chăng IC trong lúc kho khi nhiệt độ chưa tới. Thì các bạn nên dùng máy chỉnh nhiệt độ Aten hoặc là switch hoặc là quýt nha các bạn. Thì ở đây sẽ có một tay hàn, các bạn có thể dùng là mũi chân nhỏ hay là mũi nhọn tùy theo các bạn quen tay như thế nào thôi. Và các bạn phải có một bông lau, thường thì mua một cái máy hàn thì nó sẽ có một bông lau. Bông lau này các bạn nhúng nước, cái này nó sẽ có nhiệm vụ đó là làm sạch chì ở mũi hàn và tránh cho cái việc mà lớp thép ở mũi hàn nó chốc. Đó là hai cái linh kiện và đó là hai cái dụng cụ. Và dụng cụ thứ ba đó là cái máy cấp nguồn, hay là gọi là máy cấp dòng. Máy cấp dòng thì các bạn sử dụng nó để cấp dòng vào chất nguồn vào cho laptop thay cho cục adapter, và các bạn sẽ nhìn thấy cái gọi là cái hiệu ampere trên cái máy cấp dòng này để các bạn chỉnh phán đoán được cái van lệnh nó bị lỗi gì và tùy thuộc vào cái kinh nghiệm trong quá trình các bạn sửa chữa. Thì nó có hai chức năng, đó là chức năng chỉnh volt và chức năng chỉnh ampere. Thì đa số máy này là từ 3 ampere, từ 5 ampere, rồi dòng điện thì nó nguồn điện thì nó tầm 19 đến 30 V đổ lại đó. Các bạn dùng laptop thì các bạn chỉ sử dụng là 18V5 hoặc là 19V cho nó an toàn. Đó đó là máy cấp dòng. Cái máy này giá tầm khoảng 1,5 triệu đổ lại. Còn quýt chính hãng này 850A này nó tầm khoảng 1,6 triệu. Còn máy Aten, máy quýt 936C này, mấy hàng này giá tầm khoảng 1,6 triệu, không mà 600 đến 700, 750. Đó là cái tool để hỗ trợ trong việc sửa chữa phần cứng. Và tool này đó là tool cái đóng PCI, đó là đóng chip PCI, giống như là đóng chip nam, rồi lấy socket. Rồi chúng ta sẽ dùng cái máy này thì nó nhiệt độ theo tôi đóng á, thì nó rất là chuyên nghiệp và nói chung là tầm đạt 90% nhiệt độ thật. Đây, máy này có nhãn hiệu đó là Yamaha R5860. Thì máy này đa số kỹ thuật bây giờ sử dụng nhiều. Hiện tại thì có một người bạn đang cần bán máy này, các bạn có mua thì cứ liên hệ mình để tôi liên hệ tôi để tôi hỏi giá và hỗ trợ cho các bạn. Thì đó là cái tool chơi trong cái hỗ trợ trong việc mình hàng hàng